Chị ơi, tái tạo Phương Anh dùng tái tạo cổ được không á? Thì mình sẽ xin trả lời câu hỏi của bạn nha. Thì thường vùng da cổ của mình á là độ dày nó mỏng hơn phần da mặt là 2/3, và cái tuyến mỡ cũng mỏng hơn phần da mặt. Thì thường thì tuyến mỡ nó sẽ mỏng hơn thì nó sẽ có cái độ ẩm nó kém hơn phần da mặt. Khi mà mình sử dụng cái sản phẩm thảo dược tái tạo này ở có nồng độ skin care là không quá 2% ha, thì khi mà mình bôi lên trên vùng cổ nó dẫn đến tình trạng bị hay khô, và nó dẫn đến tình trạng bị ngứa và có thể là sạm da, nên hạn chế sử dụng cái sản phẩm thảo dược này vào vùng cổ. Có những cái video thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn rằng là khi sử dụng sản phẩm này trên bề mặt da thì các bạn lưu ý không để rơi, rửa mặt không để rơi vào cổ vào người, nó là trường hợp nằm ở đó. Vì cái sản phẩm này nó phù hợp skin care cho làn da mặt, vì làn da mặt mình luôn luôn lúc nào nó cũng dày dặn hơn phần cổ và độ ẩm nó cũng sẽ cao hơn. Bạn sẽ hạn chế sử dụng sản phẩm này, nhưng bên mình vẫn có cái dòng sản phẩm tái tạo cho body. Nếu như mà bạn quan tâm mà có thể tham khảo thêm cái dòng sản phẩm tái tạo body của bên mình nha. Rồi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho mình. Còn câu hỏi nào thì bạn cứ đặt thêm cho bên mình sẽ hỗ trợ cho bạn nha. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều.